đó là đặc biệt, đó là chiếc xe Tesla Cybertruck, nhưng mà họ đã đổi thành gọi là Overlander để cho những người mà đi cắm trại nè. À, đây là một chiếc giống như là chiếc trong phim Batman gì đó, xe màu đen Cybertruck. Mình cũng biết thế nào mình cũng sẽ tìm được một chiếc Cybertruck mà đổi thành những cái chiếc Overlander đi cắm trại. Một cái camper van rất lý tưởng. Gia đình Khang thì cũng bắt đầu thích đi cắm trại, cũng có một chiếc trailer, camping trailer. Nhưng mà cái này thì Khang cũng có cái video nói về đi cắm trại bằng những cái camper van, nó rất là thuận lợi cho mình. Mình đi chỗ nào mình đậu một chỗ và sau đó mình cần đi ra thành phố mua đồ, mình kéo cả nhà mình đi luôn. Wow, cũng như là xe điện kéo đồ chạc điện của mình luôn. Khán giả có giờ thấy không? Thú vị ha. Xe điện Rivian, có lều cắm trại và kéo có một cái solar hay. Và đó, khán giả, đó là cuộc tìm hiểu thêm về chiếc gọi là Truck House 400.000 đồng. Khang nghĩ nó có tiền về hưu. Đó là một cái điều rất là thú vị. Nên dính chiếc xe nên là một cái recreational vehicle chứ không phải là trailer. Và đặc biệt ở đây thì mình cũng còn thấy những cái chiếc như là Overland, Off-Road, có những cái lều ở trên đó. Thì những cái người mà giới trẻ thì Khang biết này là một cái trong cộng đồng mình, Khang cũng biết rất là nhiều người thích đi cắm trại, đi overland, đi lên núi. Đây là một đặc biệt nữa nè. Đây là đặc biệt nữa là cũng có một cái version khác là một chiếc xe bình thường nhưng mà có đầy đủ như là tủ lạnh nè, có cái lều ở trên đây cho gia đình nào hay là những bạn trẻ nào muốn đi. Nhưng mà đặc biệt Khang là Khang chấm đó cái nhà màu trắng đó, truck house. Khi mà mình có đủ tiền mình sẽ nghĩ về nó nè. Bây giờ mình thấy không có tiền thì mình tiếp tục đi thôi. Và đây cũng có nhiều cái cũng giống như là similar truck house đây kia nè. Rất là lớn. Cái bên này là một cái hãng khác. Đó. Ở đây là một cái version cũng kiểu vậy mà nhỏ hơn. Chắc quý khán giả cũng đang coi chiếc video đó, không có biết mọi người có đón được chiếc Khang đứng kế bên, ngồi kế bên chiếc xe nào không. Đó là đặc biệt, đó là chiếc xe Tesla Cybertruck, nhưng mà họ đã đổi thành gọi là Overlander để cho những người mà đi cắm trại nè. Đây là một chiếc giống như là chiếc trong phim Batman gì đó, xe màu đen Cybertruck. Mình cũng biết thế nào mình cũng sẽ tìm được một chiếc Cybertruck mà đổi thành những cái chiếc Overlander đi cắm trại. Đây là chiếc xe Cybertruck nè mọi người. Dĩ nhiên cái này mình không được vào rồi. Và đã được equip những dụng cụ như là để đi núi nè. Những dụng cụ này đi núi, nếu mà xe bánh bể hư thì có thể nâng chiếc xe lên. Và đây là những cái dụng cụ mà bị dính dưới cát thì cái bỏ dưới cái bánh xe có thể chạy ra được. Đó là một chiếc Cybertruck, thì mình chỉ không thấy cái này là có một cái lều nữa. Khang nghĩ chắc người nào mà design cái này thế nào họ cũng cộng thêm một cái lều, tại vì họ có những cái steel bar này để cộng theo những cái lều như những chiếc xe bên kia nếu mà họ muốn sau này. Nhưng mà cái design này rất là đẹp nè mọi người. Nó không có giống, nó không có còn giống chiếc Cybertruck bình thường là stainless steel. Họ sơn lại nè, nó không có dính. Oh, do not touch, không được động. Nhưng mà không có dấu tay. Người nào mà tìm hiểu về Cybertruck thì cũng biết cái vấn đề là bị dính dấu tay là cái stainless steel. Cái này là cái mẫu Cybertruck đó khán giả thấy không?
Đây là khu vực giữ xe đi cắm trại mọi người. Và có rất là nhiều loại Overland. Dĩ nhiên chiếc này là chiếc Rebel. Khang nghĩ chính là chiếc Rebel. Chiếc này là chắc là Winnebago Rebel hay là tự design. Wow, một cái camper van rất lý tưởng. Gia đình Khang thì cũng bắt đầu thích đi cắm trại, cũng có một chiếc trailer, camping trailer. Nhưng mà cái này thì Khang cũng có cái video nói về đi cắm trại bằng những cái camper van, nó rất là thuận lợi cho mình. Mình đi chỗ nào mình đậu một chỗ và sau đó mình cần đi ra thành phố mua đồ, mình kéo cả nhà mình đi luôn, rất là thuận lợi. Hay là muốn ngừng ở đâu cũng được, cái nhà mình lúc nào cũng có ở đó. Chiếc này là Mercedes-Benz. So it slots in on the side over here. Chiếc của Rivian. Hello. Rivian. Chiếc truck Rivian R1T đã đổi thành một chiếc camper van. Sếp là bỏ cái lều ở trên, sếp được và nấu ăn ở ngoài từ một chiếc xe điện. Chiếc Rivian này sẽ kéo thêm một cái trailer, và trong trailer này sẽ có Khang nghĩ lên là nhà bếp ở đây. Thì nói chung cái này là cái concept cũng vui, thú vị. Nhưng mà mình xe điện thì mình đi cắm trại xa có được bao lâu không? Ok, I see. Ok, Khang hơi lộn năng. Cái này không phải nhà bếp, cái này là một cái solar power station. Coi như là chiếc Rivian này kéo cái charger của nó luôn. Wow. Wow, coi như là xe điện kéo đồ chạc điện của mình luôn. Khán giả có giờ thấy không? Thú vị ha. Xe điện Rivian có lều cắm trại và kéo có một cái solar, hai cái solar panel. Càng không biết cái này là bao nhiêu watt, nhưng mà tự kéo luôn, coi như là mình có thể chạy liên tiếp. Khang nghĩ vậy, miễn sao mà có ánh nắng thôi đang chạy liên tiếp. Thì nói chung những cái xe cắm trại đó khán giả thì còn rất là nhiều nang, nhưng mà mình sẽ đi qua những cái exhibit khác để mình tìm hiểu thêm về cái auto show, LA Auto Show năm nay. Thì đó là Khang ước mong với khán giả, cho khán giả được xem những cái exhibit mà kỳ lạ hay là độc đáo của năm nay. Thì mình đã một phần nữa, mình đã ghé thăm bên Kia, mình đã ghé thăm bên Subaru, mình đã ghé thăm bên cái hãng coi như là Overlander, những cái xe cắm trại hiện bây giờ. Thì bây giờ mình tiếp tục sẽ đi đâu nữa khán giả? Mình có một cái exhibit mà Khang biết nhiều khán giả Việt Nam mình muốn tìm hiểu đến, cũng có người không thích, có người sẽ thích. Thì Khang sẽ cho mọi người tự comment đó năng. Và bây giờ mình sẽ đi tới cái exhibit đó năng. Exhibit này là gì? Xin khán giả cùng theo Khang năng.